cái gạch này hôm bữa là cái tường này mấy ông thợ hồ làm hơi méo anh, coi cái gạch nó méo xẹo à. Dạ, ổng xây cái tường xéo á. Ừ. Bữa nay anh này ảnh làm la phong, ảnh vô ảnh đo la phong dạng Phát Hưng. Dạ, Quốc Phượng là hai vợ chồng đúng không anh? Vậy hả? Vậy là la phong Quốc Phượng nha các bạn. Anh làm cái như giờ là anh làm như mét anh. Như cái này là loại tốt nhất là như mét. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Anh này anh ráp nhanh lắm, đo xong rồi ngày mai đem đồ xuống ráp một chút rồi các bạn. Làm phong thì nó ráp nhanh. Làm la phong xong rồi mới làm dây điện này là xong á. Thì anh này ảnh nói là làm ở phía ngoài này thì làm la phong bằng mũ, còn ở phía trong thì làm nhà mình chọn la phong hạch cao, nhưng mà ảnh nói ở phía ngoài này thì không có làm hạch cao được, cho nên là làm bằng mũ chỉ để sợ mưa nó tạt vô thì hạch cao nó sẽ bị hư đó các bạn. Che cái máy lại các bạn thấy không, sơn lên có một khúc à, nó còn khúc này là làm la phong lên, nó tới che cái này lên, che cái này luôn. Là dưa cải chua. Mình bữa nay mình nấu canh dưa cải nha các bạn. Này mình đổ ra mình cũng phải rửa lại nữa chứ không phải để về ăn đâu. Nó chua dữ lắm, nó chua nó ra nhớt luôn nè. Mình phải rửa cho kỹ lại. Mình bỏ cà chua vô nha các bạn, cà chua nè. Gà tre, trứng gà này là ở nhà gà đẻ luôn các bạn ơi. Thì mình bỏ vô mình luộc, trứng vịt thì luộc khoảng 3 phút. Còn trứng gà này thì chắc mình luộc khoảng 2 phút à. Luộc hành trứng gà lòng đào các bạn. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Thì bữa nay gia đình mình ăn cơm với trứng luộc lòng đào ngâm tương nè. Nhà dâu chấm ốc khỉ. Đây, ốc khỉ đây. Dắt một miếng chanh vô qua, dắt một miếng axit vô ốc khỉ đi qua. Cho nó tái lại. Cơm đi. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà ăn cơm thôi. Ăn thịt đi. Xin mời cả nhà nha. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình. Ôi, múc lụa hết cục này rồi. Hồi nãy đó mình lộn á. Hồi nãy mình lộn thì có một trứng. Nó bị hơi mẻ một miếng. Thôi. Trứng này hơi mẻ nè, ăn đẹp. Bỏ múc cái hành ra không thèm. Hành này ăn cho nó thơm thơm rau. Có không được. Mình lấy một cái trứng nha. Trứng này á là mình
trứng gà gà tre, cho nên là mình lấy mình luộc có 2 phút thôi. Nó xì nè. Ôi đã. Mình luộc có 2 phút trong nước sôi thôi à. Thôi mà nó béo. Cái hộp gà tre này nó không có tanh mà nó béo dữ lắm béo. Nè mình ăn thử nha. Để mình ăn thử cái để mình vẽ thử cái trứng của mình nha. Đó, lòng đào vậy đó các bạn. Siêu ngon rồi. Trứng này thì mình luộc có 2 phút. Còn trứng vịt thì mình sẽ luộc 3 phút. Mình canh giờ luôn á các bạn. Nước sôi ùm ùm xong rồi mình bỏ trứng vô mình canh đúng 2 phút một cái bon. Là mình bon chế đó. mình chế nước lạnh vô cái nồi liền. Coi như mình vớt trứng qua nước lạnh á. Là cái trứng là chỉ đúng trong nước sôi 2 phút là nó mới ra được cái lòng đào vậy. Còn lố là nó hết nồi. Ngon quá. Hồi đó hành ngon lắm tiền. Hồi đó mình mỗi lần mà mình ăn đi ăn ngoài á, ví dụ như ăn phở bình thường người ta có để hộp gà cho mình ăn, đập hộp gà sống vô ăn á. Cái mình thấy người ta ăn. Cái mình nói sao ăn gì kỳ vậy, mình ăn không dám ăn. Cái xong có một cái lần đó mình ăn thử mà hộp gà tre nha. Mình đập cái lòng mình đập nguyên cái trứng vô, xong rồi mình lắc cho cái tròng trắng nó chín. Cái còn cái tròng đỏ nó vừa ấm lên thôi á. Mà nó chưa có chín nha. Trời ơi, công nhận luôn á, ăn một cái nó vừa thơm mà nó vừa béo ngon cực kỳ luôn. Từ đó sao là mình biết ăn luôn á, chứ hồi đó ăn không được, không dám ăn. Đậu bắp luộc vừa chín tới à. Nó còn giòn á. Đậu bắp chấm nước này ăn cũng ngon à. Ăn thử hành đi, ngon lắm. Nó không có hăng nữa, nó không còn hăng nữa. Nó chuyển qua ngọt luôn à. Đậu bắp nó nướng tương ngon quá. Ừ đúng rồi, nó nướng tương. Hồi sớm đó các bạn, là mẹ của mình mới vừa đi đám về, đi đám giỗ của ông nội của mẹ, cho nên là mẹ vừa mới ăn no vừa mới về luôn. Bây giờ là buổi trưa vừa mới về luôn, cho nên mẹ ăn đâu có nổi, mẹ ăn cơm hết nổi rồi. Canh này lạ quá ha, nhà mình đó giờ đâu ăn canh gì đâu. Nhà mình chưa ăn canh này bao giờ. Trứng gà thường heo nấu canh cải chua, mua cải chua về nấu canh á, đỡ tốn tốn gia vị nêm nếm. Không mà cải chua nấu canh ngon. Nãy cải chua nó chua á, mình dắt mấy lần dắt khoảng 3 lần, rửa chắc cũng phải 5-6 nước. Vậy mấy món á mình nấu canh chua, mà mình nấu canh chua bình thường chứ mình bỏ thêm cải chua vô ăn được không ta? Được. Cũng được mà. Ừ, ngon mà. Mà nó đỡ chúng mày á. Nói lên. Thôi anh hay nấu canh cải chua vậy ăn nè. Ngon nha. Thường ngon nha. Nó không có bị chua cái cọng sườn của mình. Nó ăn cơm thanh đạm thiệt luôn á. Nó thanh đạm là đơn giản. Ăn vô cái bụng nó dễ chịu lắm, nó thanh đạm trong bụng á. Nó không có bị dầu mỡ.
đầu ngon rét. Chứ ăn cơm với canh này ăn sốt ruột lắm nè. Chua. Sao con thấy á, hình như là đối với canh ngọt, canh ngọt với canh chua, thấy nhiều người thích canh chua hơn nha, đúng không? Nói vậy em, nhưng mà sao ăn canh chua vô á, ví dụ như lâu lâu mình ăn chứ ăn nhiều quá nó bị đau bao tử sao ta, nó chua quá với lại ăn vô xong khoảng chừng nửa tiếng sau à, cái bụng còn no mà nó vậy mà nó sót rồi, có ăn có cảm thấy vậy á nha. Nhưng mà không biết là những người khác cảm thấy làm sao. Bình thường ăn canh chua đâu hấp nước đâu. Lúc trước là không ăn canh chua luôn á, tại nó bị sót á. Mà giờ ăn cá không hấp nước. Nó hùng. Nhưng mà nó vẫn sót á. Nếu mà ăn cơm nhà thì ăn canh nào cũng được, nhưng mà nếu mà ăn cơm ngoài đường thì mình sẽ chọn canh chua, tại vì cơm ngoài đường khó nuốt lắm. Nó cơm ở ngoài đường nó không kiểu như sao ta? Cơm ngoài đường nó không có giống như cái cơm nhà, cho nên nhiều khi mình ăn không có ngon miệng, với lại cái gạo nó không giống, cái cách nêm nếm cũng không giống nữa. Gạo ngoài đường ta nấu gạo không ngon, gạo khô không à. Bắt buộc thì mình phải ăn cơm thì phải kèm canh, mà nếu mà ăn canh ngọt nó không có ngon. Thường thì mình ăn cơm tiệm thì mình sẽ ăn canh chua, còn nếu mà ở nhà thì ăn canh gì cũng được. Nó canh dữ rồi. Ngày chưa hết. Thơm cái chua ghê luôn á. Cái chua chua. Ý là bóp dắt bóp vậy đó. Thôi bây giờ cả nhà mình ăn tiếp nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.